Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một thương hiệu rất là quen thuộc đối với những người đã từng chơi thiết bị âm thanh ở Việt Nam. Đấy là thương hiệu Focker đến từ nước Pháp. Và Focker là một trong số những thương hiệu âm thanh lớn nhất trên thế giới hiện nay. Đó là cả một tập đoàn. Focker thì bắt đầu thành lập từ năm 1979, tức là cách đây hơn 40 năm, gần 50 năm rồi. Nói như vậy chúng ta cũng có thể hiểu được là cái truyền thống của Focus như thế nào. Và nếu như mà để chỉ ra một trong những cái dòng loa mà có chất âm tinh tế và lãng mạn nhất thì chúng ta khó có thể bỏ qua Focus. Và Focus thì họ là cả một tập đoàn âm thanh, cho nên là những cái giải pháp âm thanh của Focus rất là rộng. Họ trải dài từ âm thanh xe hơi, âm thanh lắp trong không gian của các công trình nội thất, cho đến âm thanh trong các phòng thu, những đôi loa studio monitor chất lượng cao. Và đặc biệt Focker thì nổi tiếng nhất với những cặp loa high-end. Tuy nhiên thì nói như vậy thì không Focker không chỉ có những cái dòng loa cao cấp, mà cái phổ sản phẩm của Focker trải rất là rộng, từ những cái đôi loa cực kỳ bình dân cho đến những cái cặp loa thuộc giả hàng ultra high end của thế giới. Và hiện nay trước mặt chúng ta đây là đôi loa bình dân nhất của Focker. Nó bình dân ơi là bình dân, không thể bình dân hơn được nữa. Đấy là cặp loa Korer 806. Nó là đôi loa bookshelf nhỏ nhất của cái series entry level, tức là cái series thấp nhất. Nói như vậy chúng ta có thể thấy đây là đôi loa mà nói theo một cái thuật ngữ của những người chơi âm thanh, đấy là đôi loa cỏ nhất. Nhưng mà chúng ta thử nghiên cứu xem nó có thực sự là cỏ hay không. Như mọi người có thể nhìn thấy ở đây, đây là một cặp loa Buxell, hai đường tiếng, hai loa, một loa tweeter và một loa midwoofer. Ở dưới thì có lỗ thông hơi ở phía trước. Đây là đời mới nhất của Korer. Nó là một chiếc Buxell khá là lớn. Nếu mà so với cả những cái đôi loa Buxell bình thường thì đây thuộc loại Buxell lớn, cái thể tích thùng lớn. Nó có một cái khối lượng là khoảng 7,5 kg một loa, không không nhẹ một chút nào cả. Và phía sau của loa thì là một bộ cọc đơn để đấu dây loa. Thì cái bộ cọc loa này là cũng của Focker. Tuy nhiên nó được thiết kế khá là bắt mắt và chắc chắn, chứ nó không hề nhôm nhựa một tí nào cả, với một cái sản phẩm bình dân như vậy. Và điều đặc biệt là ngay kể cả một sản phẩm rẻ tiền nhất của Focan thì toàn bộ cái bộ loa này vẫn được lắp ráp chế tạo thủ công tại Pháp, và được đảm bảo bằng dòng chữ là Made in France. Đây là một cái điều mà không hề đơn giản trong cái bối cảnh mà rất nhiều sản phẩm được sản xuất ở các nước thứ ba nhằm hạ giá thành. Thì cái giá thành của cặp loa này nó rơi vào tầm khoảng 20 triệu, trên 20 triệu một chút. Nếu mà so với cả những cái đồ mà gọi là hàng chợ ấy, thì nó sẽ đắt hơn những cái đồ mà các bạn có thể mua được ở trong những cái siêu thị điện máy chẳng hạn. Những cái cặp loa như thế thì nó không phải là dở, nhưng mà nó là những cái cặp loa rất rất là bình dân và nó đáp ứng những cái nhu cầu nghe nhạc tối thiểu. Tuy nhiên khi mà chúng ta đã nhắm đến một cái mục đích cao hơn, một cái hệ thống nghe nhạc có chất lượng hơn và đến từ những cái thương hiệu lớn, thì cái chi phí cho một cái sản phẩm nó cũng bắt đầu phải đến một cái ngưỡng nào đấy rồi. Thì 20 triệu là một cái giá tôi nghĩ là hợp lý cho một cái bộ sản phẩm như thế này. Và ở đây chúng ta có thể thấy là những cái loa này, những cái củ loa này của cặp loa Korer 806, nó là những cái củ loa đời mới nhất. Ví dụ như là cái loa tweeter, đôi loa này nó là làm từ chất liệu là nhôm magie, thay vì cái chất liệu là beryllium cao cấp ở trên những cái đôi loa hạng sang của Focker, thì người ta sử dụng chất liệu nhôm magie. Nó không hề sút kém về mặt âm thanh, và những cái giải cao của Focker, ngay kể cả từ những đôi loa như thế này thôi, nó cũng cho cái chất âm rất là chi tiết, êm và nhẹ, không hề có cảm giác bị gắt và cứng. Đặc biệt với cái loa midwoofer này thì nó được làm bằng một cái hợp chất kết hợp giữa một cái loại là
sợi carbon tổng hợp tái chế cùng với cả một cái chất chất liệu nhựa nhiệt tổng hợp, nó ra được một cái loại màng loa như này. Và cái màng loa này nó có một số những cái ưu điểm là rất là nhẹ. Đầu tiên nó rất nhẹ, thứ hai là nó cứng chắc chắn, và thứ ba là nó thấm âm. Nó giúp cho cái màng loa này tránh được những cái tạp âm dội qua dội lại. Thì với những cái đặc tính như vậy thì cái loa midwoofer này nó có cái khả năng tái tạo âm thanh trong trẻo và tự nhiên rất là đặc trưng của Fokker. Mặc dù là toàn bộ những cái vật liệu ở đây không phải là hoàn toàn không phải là vật liệu đắt tiền, nhưng mà bằng cái tài chế tác của mình thì Fokker đã vẫn có thể tạo ra cho cái đôi loa nhỏ nhất và rẻ nhất của mình một cái thứ âm thanh mà vẫn mang được cái chất âm truyền thống của Fokker. Đó là gì? Đó là tinh tế, nhẹ nhàng và tự nhiên. Nó cân bằng cả ở ba giải và nghe được nhạc đa thể loại. Ví dụ như là Forcan chẳng hạn, thì chúng ta có thể thấy cặp loa này nó sẽ nghe tốt với cả những thể loại nhạc như kiểu nhạc nhạc trữ tình, nhạc nhẹ, nhạc cổ điển. Nhạc cổ điển tất nhiên là nhạc loa nhỏ như thế này nó sẽ không nghe tốt với cả những cái hệ thống, với những cái loại nhạc như là symphony dàn lớn. Nhưng mà với những cả những cái bản mà concerto vừa phải, hay là những bản sonat, những bản tam tấu, tứ tấu, hay là độc tấu, những cái nhạc cụ cổ điển, thì đôi loa này có thể xử lý được tốt. Và đặc biệt nó sẽ tốt trong một cái không gian phù hợp, không quá lớn. Nó rơi vào đâu đó chừng khoảng 20, trên dưới 20 mét vuông thì là một cái không gian rất là ưa thích của một đôi Buxell. Và đôi Buxell này thì đúng như cái tên của nó, chúng ta có thể đặt ở trên giá, nếu mà mình có một cái giá trưng đồ chẳng hạn thì vẫn có thể đặt ở ở trên trên cao cũng được, không sao. Hoặc là để trên cái mặt của một cái kệ tivi, hoặc là tốt nhất nếu có thể, nếu có đủ không gian thì mình có thể để cho nó ở trên một cái kệ như này. Đây là một cái chân loa này, đây là chân loa của Fokker, thì nó sẽ đảm bảo nhất về mặt trình diễn. Còn nó được do nó được thiết kế là có cái họng thoát hơi ở phía trước, cho nên là cái việc mà đặt loa, vị trí đặt loa nó tương đối dễ dàng, nó không bắt mình phải đặt quá là xa cái tường phía sau để tránh dội âm, và chúng ta có thể đặt tương đối sát tường phía sau, cách tường phía sau khoảng 20 phân vẫn ok, vì cái áp âm, cái lỗ hơi nó sẽ đẩy cái áp âm ra đường đường trước, nó giảm bớt được những cái sự nhiễu âm khi mà nó va chạm với cả bức tường phía sau. Và ở phía đằng trước này, ở giữa cái loa của loa midwoofer này, nó là có một cái mũi. Cái mũi này thì nó có tính hướng âm và định âm, giúp cho cái âm hình nó trở nên ổn định và chắc chắn. Thì cặp loa này nó có cái độ nhạy là 89 decibel. Thì nó đối với loa loa Buxell thì là nó ở mức trung bình khá, không không hề thấp nhưng cũng không phải quá cao. Và công suất của nó thì cũng không 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 đòi hỏi công suất âm đi quá lớn. Đặc biệt là những cái đôi loa của Fokker nó nổi tiếng là nhẹ đánh, tức là không cần công suất âm ly quá cao mà nó vẫn có thể chơi tốt. Ví dụ trong cái với đôi loa này thì khuyến cáo chúng ta có thể chơi những âm ly từ 570W trở lên là hợp lý rồi. Và giải tần của nó rơi vào trong khoảng từ 58 Hz cho đến 28 kHz, là một giải tần tương đối tốt cho một cặp loa Buxell. Nó có thể thể hiện tương đối nhiều dòng nhạc khác nhau. Ở bề mặt của nó thì nó không phải là bề mặt gỗ bình thường, nó là một lớp simili hơi hơi nhám một chút. Nó cũng có tác dụng là giảm những cái sóng âm tương tác vào đây, để cho cái tiếng tiếng loa khi trình diễn nó trong trẻo nhất có thể. Về màu sắc thì cặp loa này nó có mấy màu, ba màu cơ bản: màu màu sáng, màu gỗ sậm và màu gỗ tươi. Thì như ở đây chúng ta thấy đây là một đôi loa khá là cơ bản, vuông thành sắc cạnh, nó không quá quá cuốn hút về mặt ngoại hình, nhưng mà nó tương đối là phù hợp khi mình đặt vào trong những cái không gian nội thất hiện đại. Và cái dây căng ở đây thì dây căng ở đây người ta làm tương đối điệu, nó là dây căng hình tròn, là nó chỉ ốp riêng vào thôi, dây căng nam châm ốp riêng vào đây, dỡ ra và đặt đặt vào nó tự dính.
chứ không phải là một cái kênh căng phủ hết toàn bộ cái mặt trước như này, nó giúp cho cái loa này nó nhìn nó thanh thoát và nhẹ nhàng hơn. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ thử nghe cái chất lượng trình diễn của một cặp loa nhỏ đến từ Focal, đôi loa nhỏ nhất và rẻ nhất của Focal, xem cái âm thanh trình diễn của nó tới cỡ nào nhé. Dòng xưa bến cũ, dòng xưa bến cũ, con sông êm đềm. Anh còn nợ em chim về núi Nhạn, trời mơ mưa đêm. Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng, nắng chói qua rèm.